Hôm nay ngày 5 tháng 5 năm 2017, thứ sáu tuần thứ ba mùa phục sinh. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Sao-lô còn mãi say mê hăm dọa giết các môn đồ Chúa. Ông đến thượng tế xin chứng minh thư gửi đến hội đường ở Damas, để nếu gặp ai theo đạo ấy, bất luận nam nữ, ông trói đem về Jerusalem. Đang khi đi đường lúc gần đến Damas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Ông thưa: Lạy ngài, ngài lạy ai? Chúa đáp: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ, giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi. Sao-lô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa phán: Hãy trỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì. Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, hoảng hốt, họ nghe rõ tiếng mà không thấy ai. Sao-lô trỗi dậy khỏi đất, mắt ông vẫn mở mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay ông dẫn vào thành Đa-mát. Ông ở lại đấy 3 ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống. Bây giờ ở Đa-mát có một môn đồ tên là Anania. Trong một thị kiến, Chúa phán ông rằng: Anania! Ông thưa: Lạy Chúa, này con đây. Chúa phán: Hãy trỗi dậy và đến phố kia gọi là phố thẳng, và tìm tại nhà Giuđa một người tên là Sao-lô, quê ở Tác-xê. Ông ta đang cầu nguyện. Sao-lô cũng thấy một người tên là Anania bước vào và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt. Anania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng ông đã gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Jerusalem. Tại đây, ông đã được các vị thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán: Cứ đi, vì người này là lợi khí ta đã chọn, để mang danh ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh ta. Anania ra đi bước vào nhà và đặt tay trên Sao-lô mà nói: Anh Sao-lô, Chúa Giê-xu đấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây sai tôi đến cùng anh để anh được thấy và được tràn đầy thánh thần. Tức thì có thứ gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông và ông được sáng mắt. Ông trỗi dậy, chịu phép rửa và sau khi ăn uống, ông được lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Đa-mát và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy khen ngợi Chúa, hãy thầy các nước hãy chúc tụng người. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thật là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian. Alleluia, Alleluia. Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác để ở cùng các con luôn mãi. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống
máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Người giảng dạy những điều này tại hội đường các Phanôm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: ai lãnh nhận Chúa Giêsu thánh thể thì ở đời này được kết hiệp với Chúa, được sự sống đời đời và ngày sau hết được sống lại. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy siêng năng rước mình thánh Chúa với một đức tin sống động. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu thánh thể, con xin cảm tạ Chúa đã thiết lập bí tích thánh thể làm thần lương nuôi dưỡng sự sống thiêng liêng của con. Như sự sống thể xác cần được nuôi dưỡng, cần phải lớn lên theo năm tháng cuộc đời, thì sự sống làm con Thiên Chúa nơi con cũng cần được dưỡng nuôi và lớn lên mỗi ngày. Vâng, lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại để tái sinh con, để trao ban sự sống mới, sự sống thần linh. Chúa đã ban sự sống và còn lập bí tích thánh thể để tiếp tục dưỡng nuôi và làm sự sống mới được lớn mạnh. Biết bao người đã cảm nhận sự trống vắng, sự đói khát thiêng liêng khi phải xa bàn tiệc thánh thể. Xin cho con biết siêng năng tham dự thánh lễ, siêng năng rước lễ với một đức tin vững vàng, với thái độ trân trọng, với lòng khao khát, mến yêu. Xin Chúa cũng tha thứ cho con những lần ơ hờ, những lần rước Chúa chỉ vì thói quen, nhất là thái độ bất kính, xúc phạm khi lãnh nhận mình thánh Chúa không xứng đáng. Xin cho con ngày càng liên kết mật thiết với Chúa nhờ việc rước lễ cách ý thức. Xin đừng để con gắn bó với thực tại thế gian chóng qua, làm ngăn trở con nên một với Chúa. Xin cho con hợp nhất với Chúa để nên của lễ hiến tế tôn vinh Thiên Chúa. Tôn vinh Thiên Chúa từng giây, từng phút, trong mỗi công việc, trong từng suy nghĩ, và chứng tỏ bằng hoa bác ái, yêu thương. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Nhà thờ cho người da màu. Trong quyển tự thuật, Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương tranh đấu bất bạo động và là người đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách thống trị của người Anh, đã kể lại rằng trong những ngày còn làm sinh viên, ông đã đi lại khá nhiều tại Nam Phi. Ông đã say mê đọc Kinh Thánh và vô cùng cảm kích về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Chính tâm mối phúc thật đã gợi hứng cho chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông. Mahatma Gandhi xác tín rằng Kitô giáo là giải pháp cho mối ung nhọt phân chia giai cấp đang đục khoét xã hội Ấn từ bao thế kỷ qua. Ông đã nghĩ đến chuyện gia nhập vào giáo hội. Thế nhưng ngày nọ khi đến nhà thờ để dự lễ và đón nhận một vài lời chỉ dẫn, ông đã thất vọng. Ông vừa vào đến cửa nhà thờ thì những người da trắng chặn ông lại và nói với ông rằng nếu ông muốn tham dự thánh lễ thì hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng cho người da màu. Mahatma Gandhi đã ra khỏi nhà thờ và ông đã không bao giờ trở lại bất cứ nhà thờ nào nữa. Câu chuyện trên đây của Mahatma Gandhi đáng cho chúng ta suy nghĩ. Vô tình hay hữu ý, ai trong chúng ta cũng có thể là một chướng ngại vật, ngăn cản nhiều người muốn tìm đến với giáo hội. Một lời nói, một cử chỉ, một cách sống, nếu đi ngược lại với tinh thần của tin mừng, đều có thể là một cách xua đuổi người khác ra khỏi nhà thờ. Không ai là một hòn đảo. Chân lý này đúng cho những tương quan giữa người với người, mà còn có giá trị hơn nữa trong tương quan của niềm tin. Không có một hành động nào của người Kitô hữu mà không ảnh hưởng đến người khác. Trong mầu nhiệm của sự thông hiệp, chúng ta biết rằng tất cả mọi chi thể của Đức Kitô đều liên kết khăng khít với nhau đến độ sức mạnh của người này là nơi nương tựa cho người khác.
Sự yếu đuối và tội lỗi của người này có thể làm tổn thương đến người khác. Trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, tất cả mọi chi thể đều liên kết, liên đới với nhau. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm đối với nhau. Không ai là một hòn đảo. Chân lý này cũng đúng cho tương quan của người tín hữu đối với người ngoài giáo hội. Mỗi người tín hữu đều phải là trung gian, nhờ đó con người tìm đến với giáo hội. Nói cho cùng, người tín hữu không sống cho mình mà sống cho tha nhân. Thật thế, có lẽ không ai trong chúng ta có thể vào thiên đàng nếu chúng ta chưa giúp cho một người nào đó cũng vào thiên đàng với chúng ta. Đó chính là lý luận của tin mừng. Khi mất đi bản thân vì tha nhân, chúng ta mới tìm gặp lại chính mình. Bài trích sách lẽ sống.